Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin nóng hổi đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Và cái thông tin ngày hôm nay mà Lực Tàng muốn cập nhật là liên quan đến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Thì mọi người cũng có thể thấy là trong suốt thời gian vừa rồi, những cái sự việc lùm xùm xoay quanh cái vấn đề từ thiện do bà Nguyễn Phương Hằng đã bóc trần những cái sự thật liên quan đến cái chuyện thiện nghiệp ăn chặn từ thiện và liên quan đến các nghệ sĩ, ca sĩ đình đám nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta. Và đặc biệt trong đó có cả Đàm Vĩnh Hưng. Thì đơn thư tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng cũng như là Đàm Vĩnh Hưng đang gửi đến cơ quan chức năng và đang được Bộ Công an vào cuộc để điều tra làm rõ cái vấn đề này. Thì cái thông tin mà ngày hôm nay chúng ta cảm thấy rất là bất ngờ khi liên quan đến đời tư của Đàm Vĩnh Hưng. Thì mọi người cũng có thể thấy là trong suốt cái quá trình vừa rồi mà chúng ta biết đến Đàm Vĩnh Hưng thì không biết được là anh ấy là đời tư của anh ấy như thế nào, khá kín tiếng, và không biết được rằng là anh ấy có vợ hay không, và anh ấy kết hôn như thế nào, thời gian nào, có con có cái gì hay chưa, thì cái đó hoàn toàn không ai biết đến. Nhưng ngày hôm nay một cái thông tin và một cái bản giấy ly hôn được đăng ở trên mạng xã hội, được cho rằng là của vợ của Đàm Vĩnh Hưng ở bên Mỹ, đã làm một cái đơn ly hôn đối với Đàm Vĩnh Hưng trong tháng 8 vừa rồi. Thì cái bức ly hôn này nó đang lan truyền trên mạng xã hội, thì chứng tỏ một điều rằng là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có vợ, nhưng mà người vợ này thì ở bên Mỹ, được cho rằng là một bầu sô rất là đình đám, một đại gia rất là có tiếng ở bên Mỹ. Tất cả người nghệ sĩ trong và ngoài nước ai cũng cảm thấy nể mặt cái cô này nha mọi người. Thì cô này là hơn Đàm Vĩnh Hưng 17 tuổi. Đây là một người vợ chính thức của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Thì những cái thông tin như thế nào thì Lực Tàng sẽ đọc cho tất cả mọi người để mọi người biết. Thì bây giờ là đang lan truyền trên mạng xã hội, thì không biết được là bên phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng như là người quản lý của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng họ sẽ thông tin như thế nào. Nhưng đây là cái thông tin được báo chính thống đưa lên, thì Lực Tàng sẽ đọc để cho tất cả mọi người cùng biết. Đàm Vĩnh Hưng bị vợ hơn 17 tuổi nộp đơn ly dị. Trong những ngày gần đây, dân cư mạng xôn xao trước thông tin bầu sâu Jackie Linh Phạm đệ đơn ly hôn với nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Jackie Linh Phạm nha mọi người, cô này tên là Jackie Linh Phạm. Cụ thể, vào tháng 8 năm 2021, bà đã nộp đơn ly hôn lên tòa án quận Cam, bang California, Mỹ để kết thúc cuộc hôn nhân bí mật nhưng kéo dài đã hơn 10 năm. Như vậy là cưới hơn 10 năm rồi nha mọi người, cuộc hôn nhân này á. Theo đó, hai người đã kết hôn vào ngày 13 tháng 6 năm 2004 và ly thân vào ngày 22 tháng 2 năm 2018, tức là đã cưới nhau vào năm 2004. Nhưng mà đã ly thân, chưa ly dị, ly thân vào ngày 22 tháng 2 năm 2018. Thì đến tháng 8 năm 2021 thì mới là ly dị nha mọi người. Đây, ngoài việc là một trong những bầu sâu nổi tiếng tại Mỹ, và Jackie Linh Phạm còn là chủ nhà hàng, trên trang cá nhân bà Linh Phạm thường đăng tải dòng trạng thái ủng hộ hoạt động nghệ thuật của Mr. Đàm. Trong đó, nam ca sĩ gọi vợ trên giấy tờ của mình là sếp. Nam ca sĩ cũng từng chia sẻ, Linh Phạm là một trong những người quan trọng nhất cuộc đời của anh, theo sau ta. Vốn chưa bao giờ công khai chuyện kết hôn, nên thông tin Mr. Đàm ly hôn bầu sâu hải ngoại khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Cũng từ đó, mọi thông tin liên quan đến bà Linh Phạm khiến không ít người tò mò quan tâm. Linh Giác Phạm, tức là Linh Phạm, sinh năm 1954, là một trong những nhân vật quyền lực ở giới giải trí hải ngoại. Bên cạnh đó, nữ bầu sâu cũng sở hữu một chuỗi nhà hàng đắt khách tại Hoa Kỳ. Bà xã Mr. Đàm cũng là người thành lập công ty SE Vitas, tổ chức nhiều show ca nhạc đình đám với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi lớn trong giới giải trí ở Việt Nam cũng như thị trường hải ngoại. Không chỉ tại hải ngoại, bà Linh Phạm cũng có sức ảnh hưởng rất lớn, được nhiều sao Việt trong nước kính nể. Bà cũng là người đứng sau tạo cơ hội cho hàng loạt gương mặt nổi tiếng trong nước được xuất ngoại lưu diễn. Dù là người phụ nữ quyền lực, song nữ bầu sâu là người sống khá kín tiếng, ít xuất hiện trước công chúng cũng như chia sẻ về chuyện cá nhân tình cảm. Thời gian gần đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971, dính đến một số lùm xùm liên quan đến việc bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo không minh bạch tiền từ thiện. Hiện cơ quan công an đang thụ lý hồ sơ, Bộ Công an đồng thời cũng đang làm việc với Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành về việc từ thiện trong thời gian qua. Đây là một cái thông tin chấn động nha mọi người. Thì cái thông tin này đang lan truyền trên mạng rất là nhiều và chắc hẳn là chính xác.
thì họ cũng đã thông tin đời tư của vợ của Đàm Vĩnh Hưng là hơn là 17 tuổi và một đại gia rất là giàu, bầu sơ rất là đình đám nổi tiếng và ai cũng phải nể mặt ở trong giới showbiz nha mọi người. Thì về đến hiện tại bây giờ là những thông tin đó lan truyền và không biết được thực hư câu chuyện như thế nào thì cũng đã có người liên hệ đến phía của Đàm Vĩnh Hưng để tìm hiểu thông tin xem xác thực xem thông tin nó như thế nào. Nhưng bên phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì họ vẫn không lên tiếng. Họ nói rằng là trong thời điểm hiện tại bây giờ họ đang bị châm chọc và công kích rất là nặng, họ xuyên tạc rất là nhiều, cho nên là những thông tin bây giờ chỉ cần tiết lộ bất cứ một cái thông tin gì ra là sẽ bị xuyên tạc và sẽ ảnh hưởng đến cái công việc mà khiếu kiện của Đàm Vĩnh Hưng. Cho nên rằng là ca sĩ cũng như là bên quản lý ekip của Đàm Vĩnh Hưng á, là không thông báo thông tin cũng như là không xác nhận đính chính cái gì cả. Thì theo một cái nguồn tin từ các cái phóng viên người ta cũng đã liên hệ thì người ta nói như thế nào thì để là tàng đọc tiếp để cho mọi người cùng biết. Đàm Vĩnh Hưng nói gì về tin đồn ly hôn bà bầu Lê Phạm? Thông tin bà bầu hải ngoại đệ đơn ly hôn Đàm Vĩnh Hưng sau 17 năm mang danh vợ chồng đang được sự chú ý. Liên quan tới thông tin bà bầu hải ngoại Lê Phạm đệ đơn ly hôn, phía Đàm Vĩnh Hưng đã có động thái đầu tiên về sự việc. Từ chối trả lời ồn ào Đàm Vĩnh Hưng và bầu sơ ly hôn, người đại diện của nam ca sĩ cho biết trên báo Tuổi Trẻ, đó là những vấn đề mà chúng tôi không trả lời cho tới khi có kết quả điều tra của cơ quan chức năng để mọi thứ về lại như cũ. Hiện tại chúng tôi có vấn đề nào cũng sẽ bị xuyên tạc và ảnh hưởng đến việc điều tra. Dù là vấn đề đời tư nhưng chúng tôi sẽ không phát ngôn vào thời điểm này. Chúng tôi muốn tập trung vào những phần về luật pháp. Vào sáng nay 16 tháng 10, tờ Thanh Niên đưa tin bà Linh Phạm đã nộp đơn ly hôn ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, lên tòa án quận Cam, bang California, Mỹ. Theo đơn, cặp đôi kết hôn vào ngày 13 tháng 6 năm 2004, tới ngày 22 tháng 2 năm 2018 thì ly thân. Đến tháng 8 năm 2021, bà Linh Phạm chính thức đệ đơn ly hôn Đàm Vĩnh Hưng. Được biết cặp đôi không có con chung, không phân chia tài sản. Thông tin ly hôn liên quan đến Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi trước đó nam ca sĩ chưa bao giờ đề cập tới quan hệ hôn nhân của người phụ nữ này. Thì đó, mọi người có thể xem một số hình ảnh của Linh Phạm được cho rằng là bà bầu xô mà là vợ chính thức của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Thì mọi người có thể nhìn thấy một đại gia ở bên Mỹ đó mọi người. Thì những cái thông tin hiện tại bây giờ là đang còn náo loạn, đang còn truyền tay nhau rất là nhiều về cái đời tư của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng mà không biết thực hư thông tin như thế nào thì bên phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa lên tiếng và không muốn tiết lộ đời tư trong thời điểm hiện tại bây giờ. Chỉ tập trung một nhiệm vụ duy nhất là sẽ giải quyết về cái vấn đề khiếu kiện với luật pháp để cho nó rõ ràng trắng đen rồi lúc đó mới công bố đời tư sau. Đó là thông báo của bên phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Thì hôm nay chúng ta cập nhật những thông tin như thế này thì có những thông tin gì mới nóng hot thì chúng ta sẽ cập nhật lên để gửi tất cả mọi người trong những bản tin tiếp theo. Mọi người hãy ấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái quả chuông, ấn cho Lực Tàng một cái like để tiếp tục cập nhật được những thông tin mới nhất đến từ kênh của Lực Tàng TV ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.